là nấu phở chay nè. Nấu để hết hả? Cái đó ngò để sao? ôm nó mình ngắt nó ra nhỏ nhỏ, nó không có quay cái mặt đâu, đừng có sợ. Quay gần mình thấy cái này nó phải chai ra cái đó là tàu chiên về về căng cái thầy nè, cái tai của cái thầy. Con tàu hủ chai ngọt ngọt. Cứ thích ăn cái đó thì để ngò gai, để một chút chứ để lâu quá.